Đi. Thấy nơi ban công à? Không, chuột đồng. Được, chuột miếng to đấy. Trắng ngầm ầm. Nhìn giờ thấy nhầm một phản luôn. Ba đúng bao ngày còn? Ba ngày 21 còn nữa. Ủa. Một thau chuột. Không. Hôm nay anh em tổng kết mùa Covid anh em ơi. Kiếm được mớ chuột. Anh em đang bị đướng để liên hoan hết con Covid anh em đi làm. Tôi biết nó hơi xấu nhưng mà chuột hơi ngon đấy. Ướp lâu quá sợ mặn, hôm trước có sao gọi mặn nhất. Được nước. Cái này sáng này, uống cậu mặn này. Đi đây. À, thêm, 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 thêm. Đi. Đâu rồi ạ? Cái đồ này hơi to à. Cái to này ngon. Bên này đây, bên này đây. Chắc chắn đây, đây là bạn con đây. Anh em nhìn ngon không? Sợ mặn đấy. Con cống câu à. Rồi. Con này cứ tính dụng dân này. Ui. Hôm nay nó bảo lửa xóa đến ăn hay theo được. Đá. Có con bé tí kìa. Hết. Anh em ở nhà mùa Covid chả làm gì nên bẫy chuột. Ăn. Ừ, cháy đấy. Ừ, cái đây. Phải giờ liên tục không rồi anh ơi. Ngoài nhỏ mạnh. Cháy cháy gì không? Hả? Sắm con này chuyên những con này được miếng kéo thì nó quắt nó rụng mẹ mất. Con này ướp cay đấy. Ui đủ rồi. Ui, vật dẫy chuột này. Nóng lắm. Cái đồ đấy là vậy. Để bớt ra. Vào luôn này. Để bớt cái cục này ra xa tí. Ui. Cây này hơi hơi ấy. Cây lướng này. Dặn dặn vừa vừa thôi. Ui này, xay mồi phê mồi. Ui nóng lắm. Ui giời ơi. Hôm giờ con chuột đã bị rắn chó nó cào mẹo ào chết méo. Bị rắn gì kìa. Thế nên là phải chó nó bới bay xuống. Bên này đứng trước này, ngon chưa anh em? Nước trong bụng sủi ngục. Hả? Nước sủi ngục trong. Sủi nóng lắm.
Nhanh nhất sẽ than. Không sợ đâu. Than này nó nhanh ấy. Than gì? Than củi táo ấy nhanh mại. Không mại không, mà chín ấy, nóng lắm. Cũng đâu rồi. Úi giời, con này nhỏ nhỏ quá. Còn cháy cháy quá, này nó chín ép quá này. Như này là chín rồi, nhà ăn nó ngọt thịt nhỉ. Chưa mày. Úi giời, chết lại chết, úi chết này. Chết rồi. Đen quá. Bây giờ liên tục. Nhưng mà lửa bắt đầu rồi này. À đây. Thấp quá. Quên điện đồng ra cái điện này. Đây, lửa rồi. Dừng đấy, để dở chuột. Mà bé này rất là chặt như vậy. Không sao, để cả con mà. 30-40 con chuột. Con to lột ra hết rồi. Lột sạch, chả con nào không lột. Lột hết. Nhiều chỗ ăn cả chuột, chuột luộc. Một chuột luộc bọn nó ngon. Ăn cả nước canh, nước cả, ăn cả nước luộc, nước chuột luộc. Ngon rồi nhưng mà chưa thử là thế nào. Nạo thử. Hơn bác mình. Luộc, nhưng mà luộc với con nên thử. Nhưng mà luộc thì luộc, nhưng mà luộc luộc chuột đồng này, này không phải chuột đấy đâu. Chuột to đâu. Ôi nóng lắm. Em ở dưới ấy, món thầy miền Trung của Từ Sơn ấy, và đây luộc mẹ có múa. Ai chụp đấy. Ui. Ui nóng lắm, cái này giãn tản ra đầu anh ơi. Đũa, không người có đũa dài nào không? Rồi. Nóng lắm. Ui. Nhí. Tưng tưng ok đấy. Mấy cái tẹo này. Nào cháy quá để tẹo hư đây. Nóng lắm. Cháy nhỉ. Con to mà đây. Thả đây đi. Chưa chín. Tẹo 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 hơn sau tẹo cháy. Nó đủ béo lắm này. Mít. Kẹt xì à, mặc áo xa rồi. Gạt ra vắt hết. Bây giờ có to cho đầu này. Giữa nóng này. Giữa mới nóng. Nổi nhiệt vào đấy. Không, bên này thì vừa. Để ăn to đấy không? Thấy con nó trắng trắng vào giữa này. Ui nóng lắm này. Ông Hà bây giờ lựa ăn bữa ngon lại thích ăn chuột. Đấy thì cho hai ông Hà toàn. Cho ông toàn bé. À đéo ăn hết đồ. Nó ba nó cũng con. Dìm nay rút lóng hay là ấy? Hả? Cho ông tắm ở đâu? Chuột đi. Cho bè rượu. Bè rượu đất nào? Để cháu à. Bè rượu. Anh em nghịch một tí rồi mặc áo da nó hết rồi này. Hôm nay lưỡng thời gian hơi gấp. Kiếm không? Mình kiểu cặp ngồi nhà ấy. Làm. Nhung nhìn ngon không? Ừ. Dạ, cái này nó vẫn chưa chín hả? Con to chưa chín đâu. Không phải, con này là con này nó bị đóng đá. Đóng đá. Nhưng hôm nay cảm thấy nó đéo có khô như giờ. Các bạn anh Thành có phải test Covid nữa không? Khô chứ. Hả? Đây ông kia test là xong rồi. Không kia test đâu. Ông kia chả vào tận nhà test đấy. Test là bọn kia đâu. Ở cái trang ấy. Bọn anh cho nó bỏ đấy sao? Hôm nay mùi nó ngon mấy. Ở cái trang là hôm kia nó cứ nhiều đấy. Bỏ test rồi. Hôm nay lướng cháy quá anh. Nó định test toàn dân đấy xong. Sau bắt đầu qua Yến bảo nó lại không test. Nó test độc tôn làng với lại tôn 4 rồi nó bỏ test đấy. Thôi rồi, khỏi hết Covid rồi. Qua mấy cái bà test đau quá. Người đâu?
Ờ, mấy bà lịch á? Tắm nó đi. Không mấy bà nào. Chắc đầu chết. Đã bảo là tết kéo nhẹ thôi. Ồ, hôm nay cả mùi không thấy thơm, không thấy mùi giềng đấy nhá. Giềng này tuyển giềng ấy. Giềng gì? Giềng này giềng già, giềng cay lắm anh. Ôi nhưng mà không có thơm kiểu thơm như giờ. Quên nó bảo không gọi mấy lá chanh nhỉ? Không, nếu mà có tương giềng này thì lá chanh nó mất vị luôn. Dã lấy nước, dã xong rồi cho nước. Mặc áo da như nó hết rồi này. Dã xong rồi cho nước vào, đầu lấy nước để ướp. Hôm nay đứng chuột nên là không ngoan lắm, đen kít kịt. Thôi bây giờ phải lăng. Đây, đuổi ra đây. Đuổi ừ, đuổi đi. Cho nó nóng. Mùi bén. Cây này. Không ngoan được cái này đâu. Này có mà con chấm này. Mà nhem miếng nhá. Hôm nay hơi đen thật. Lúc đầu không giờ lướng cao và lướng lại cho gần một tiếng không nhỉ? Không biết có hôm nay con chuột nó vàng vàng ngon. Nó mấy hôm nướng nó cao. Phải nó tỉnh. Cao đến ngon nó ăn chín từ từ nó không cháy này. Được. Ngon rồi. Hôm giờ lướng còn nguyên cả mùi riêng rồi nhá, tương nhá, cơm nước luôn. Đấy, cái thau ướp đấy, cái đấy cho tưới hết lên. Mày chẳng có tưới giá không? Có tưới thì ít. Cái lá chanh trên cao sạch thì nhá phải. Mà lá chanh trên cao sạch. Bọn em chỉ rửa bằng thau thì cho em thì chuột, thì rửa béo thì. Hứ đấy đâu anh, cầm tay rồi. Biết rồi đi. Cầm tay. Đấy, cầm tay nhưng mà tôm thì nó đeo nước mắm nhưng mà đánh thịt canh bằng nước mắm thì nó lại ăn kiểu như thường mà nếu ăn thịt bò nhưng mà thì phải nước bò ăn chơi nó còn cái chuột này nếu mà ướp ướp cay ngon hơn đấy ba ba ướp cay à nước canh chấm này nó đã đủ rồi muộn rồi 4:30 đồng này ông rượu nó say mà mày nó không say chén đấy mày uống thì anh định gì chén nó tự uống rồi đúng rồi kẹt vào cái thứ tôi 2 năm điểm 5 điểm cái gì mua gì mua năm nhưng mà chúng con đang tăng nửa 5 năm rồi đánh con 8 rồi đúng rồi cái kép rồi đây nó ngon 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 theo 58 rồi 300 bún bún nó ăn nhiều thế thì hôm nay có thể mình nhẹ hơn kép theo 700 toàn nó ăn to ấy không nhiều theo 14 à con 6 7 có phải không con bé nhai được con to đéo nhai được xương con to không nhai được con bé này nhai được xương đồng là 3 cung em hay hôm nay là 450 giờ rồi tuần 10 thôi thì em thả hết vào tuần 10 rồi cả 8432 36 triệu. Tuần 12 thì chưa gửi phải chờ chị làm cái đấy thì mới thả vào chứ. Bây giờ đã chốt hôm trước em bảo thì chị phải bảo cái hiền thì chị bảo cái hiền là tạo một cái form tuần 12 để chị em mình gửi vào đấy. Thế ra bố đòi bùi này. Nó chưa làm đấy. Mấy đâu. Hay không? Nè con không? Nào chú ơi. Tôm rửa hết chưa? Chú ơi. Này nó sợ nó được. Hay lườm nó rồi gọi bả cho tím. Mẹ với nhau suốt ngày gọi điện ra thì mình đã chứng minh được. Lườm. Suốt ngày đây gọi. Lườm nó mới bả cho tím đẹp tím mai. Tím đẹp nó phải alo em mà thế là em đã có chồng chưa? Thế là gì kia? Kiểu gì đó. Mua hàng nó chả hỏi đã đưa nhỉ? Đưa đây cho người ta đưa nhưng gọi tổng đài chứ không nhiều. Mẹ. Mẹ. Nào.